Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ bảy, ngày 13 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã hội hóa xây dựng các công trình dân sinh ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn. Bắt xe tải chở 4,6 mét khối gỗ quý đi tiêu thụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, chiều hôm qua, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi giám sát việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, thành phố Bắc Kạn. Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có hơn 4.300 đối tượng người có công với cách mạng. Trong thời gian qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Nội dung thực hiện tập trung vào trợ cấp, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, tổ chức thăm hỏi động viên cho người có công và thân nhân dịp lễ Tết. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp những khó khăn vướng mắc như việc giải quyết chế độ chính sách của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và những người tham gia dân công hỏa tuyến tại các huyện biên giới bị mất hết giấy tờ liên quan. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn kiến nghị với đoàn giám sát và các cấp, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để bảo đảm thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng các quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị với các bộ ngành liên quan có hướng giải quyết những trường hợp mất hết giấy tờ chứng minh tham gia chiến trường và dân công hỏa tuyến. Tiếp tục cho rà soát nhà ở của đối tượng người có công với cách mạng để được hỗ trợ theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 11 tháng 6, Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ người uy tín của huyện Nari bị ảnh hưởng bởi thiên tai xảy ra đầu tháng 5 vừa qua. Đoàn đã thăm hỏi động viên chia sẻ khó khăn 15 gia đình người có uy tín ở 5 xã Niêm Thủy, Xuân Dương, Dương Quang, Trần Phú và Quang Phong. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là chính sách đối với người có uy tín theo quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các gia đình, Ban dân tộc tỉnh cũng lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương. Hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã thực hiện gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là công trình sửa chữa, cải tạo và mở rộng nhà bán trú trường tiểu học Bằng Thành, huyện Bắc Nẵm, gồm 6 phòng bán trú xây mới, 3 phòng sửa chữa, xây mới một bếp ăn với quy mô 200 m² và 2 khu nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín. Cắm biển nhà bán trú trường tiểu học và trung học cơ sở Cao Thượng, huyện Ba Bể, gồm các hạng mục xây mới 12 phòng ở bán trú, sửa chữa 4 phòng và 2 khu nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín. Ngoài ra, công đoàn ngành giáo dục còn trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 6 suất quà cho đoàn viên công đoàn tại hai trường. Việc thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp này mang nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo không khí thi đua toàn ngành mà giúp cho hai nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ cho việc ăn ở bán trú của các em học sinh một cách tốt nhất, mang lại sự tin tưởng, yên tâm cho phụ huynh khi gửi gắm con em vào trường, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được thông tin về tình hình cháy nổ, thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn, các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các nguy cơ gây cháy nổ trong gia đình và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình thực hiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, các học viên cũng đã được thực hành thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, một số kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn trong các sự cố cần cứu nạn cứu hộ. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý linh hoạt kịp thời khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Cơ sở vật chất ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn trong thời gian qua ngày một hoàn thiện. Có được kết quả này là có được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của người dân trong việc tham gia các hoạt động xã hội hóa xây dựng các công trình dân sinh ở địa phương. Hôm nay, Đoàn Thanh niên xã Đồng Thắng phối hợp với người dân Bản Hun tổ chức làm một sân chơi cho các em nhỏ ở đây. Những bao xi măng này cũng do một người dân trong xã ủng hộ. Cát sỏi được tận dụng ở lòng suối, người dân thì góp sức, góp công. Chỉ vài ngày nữa, các em nhỏ ở Bản Hun sẽ không phải lo thiếu sân chơi trong những ngày hè như những năm trước.
Không chỉ riêng công trình này, trong những năm qua phong trào xã hội hóa xây dựng các công trình dân sinh đã được người dân bản Hun đồng tình hưởng ứng, từ làm đường giao thông nông thôn và ngay cả cây cầu mới này cũng được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa sẽ sớm được khánh thành. Hôm nay tôi vận động bà con về làm cái sân chơi ấy, cho trẻ em trong thôn thì cũng tầm 35 hộ, thì cũng về coi như là thiếu mỗi một hộ coi như là có lý do chính đáng thôi. Cái này làm sân chơi được cái nhà hảo tâm tài trợ thì làm cái sân chơi cho trẻ em như là đu quay, cầu vượt bập bênh ấy. Bà con trong thôn là coi như là một phần xã hội hóa là chủ yếu là ngày công thôi. Vậy là nếu mà cát sỏi còn thiếu ấy thì coi như là dân là tự đóng góp cát sỏi, đóng góp là làm cái cầu trên kia là cái cầu cơ bản là cũng nó cũng khá to. 100% đường nội thôn được thắp sáng bằng đèn điện, đó là kết quả từ hoạt động xã hội hóa do người dân bản Trang, xã Đồng Thắng đóng góp. Mỗi hộ chỉ vài chục nghìn, nhưng hôm nay cả thôn đều rực sáng ánh điện đường, người dân đi lại dễ dàng vào buổi tối, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Thì chính thức là khoảng 12.000 một hộ thì đóng vào hỗ trợ, rồi là thôn thì lại dùng quỹ của thôn vào. Thế là thông qua hội nghị của thôn là nhân dân ủng hộ là chỉ hỗ trợ thêm. Thế là vào là bây giờ là ổn định rồi. Cùng với việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, thời gian qua xã Đồng Thắng đã chỉ đạo các khu dân cư tuyên truyền biểu dương, khuyến khích để người dân nhận thức rõ ý nghĩa vai trò của mình, từ đó huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình dân sinh ở địa phương. Sự đồng tình hưởng ứng của người dân trong các phong trào xã hội hóa xây dựng các công trình dân sinh góp phần quan trọng đưa Đồng Thắng về đích nông thôn mới. Đây bởi vì là về việc xã hội hóa thì chính là tất cả các công trình địa phương là phục vụ nhu cầu cho người dân ở chính cơ sở. Đấy, cho nên là trong việc thực hiện xã hội hóa, tuy nhiên là đời sống bà con nhân dân còn khó khăn. Mà qua quá trình tuyên truyền, vận động thì cũng chia sẻ lẫn nhau, bà con cũng hết sức là tích góp để làm sao là thực hiện được, xây dựng được các công trình tại địa phương. Những hoạt động xã hội hóa ở Đồng Thắng trong thời gian qua là minh chứng khẳng định vai trò tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân của cấp ủy chính quyền nơi đây. Đây đó chính là bí quyết giúp Đồng Thắng thành công trong xây dựng nông thôn mới. 3 giờ sáng ngày 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp với đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn kiểm tra và phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 34M2906 đang chở 4,6 mét khối gỗ đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4,6 mét khối gỗ quý gồm gỗ chai, đinh và một số loại gỗ khác thuộc nhóm 2A, nhóm 4 và nhóm 6. Số gỗ này đã được xẻ thành hộp. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Tài sinh năm 1983 trú tại tổ 9A phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn là chủ gỗ, khai nhận đã chở số gỗ trên từ huyện Nari về thành phố Bắc Cạn tiêu thụ. Khi đến khu vực thác Giềng thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn thì bị thu giữ. Đối tượng Tài cho biết đã mua số gỗ trên của một số hộ dân tại huyện Nari nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ này. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, huyện Chợ Đồn đã phân bổ vốn thực hiện bê tông hóa tuyến đường Nà Chạo khu C thuộc thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng. Tuyến đường có chiều dài trên 280 m, kinh phí khoảng 450 triệu đồng, trong đó vốn của huyện là 300 triệu đồng, 150 triệu đồng là tiền quy đổi từ ngày công do nhân dân đóng góp. Tuyến đường này trước đây đi lại rất khó khăn, do đó khi có chủ trương xây dựng tuyến đường, bà con rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia đóng góp ngày công xây dựng để sớm đưa tuyến đường vào sử dụng. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh, ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trên này.